gạt dối. Rồi còn những gì nữa đạt và nhóm số chỉ tiêu, chỉ tiêu chỉ hoa nữa rồi, chỉ hoa đâu. Vâng, đây là chỉ hoa, chỉ hoa của sinh viên chăng? Theo chị khi đi để đã có để một trong em thì chỉ cần chuẩn bị những nhóm như thế nào chị bổ sung thêm ở trên mạng đây đã có sẵn một số rồi. Báo cáo tổng biên là cần chuẩn bị thì ngoài những cái chỗ bán được đưa lên thì chuẩn bị thêm về thuốc cụ thể là thuốc gì? Thuốc oxy rồi là cho bé luôn nhé. Vâng, thuốc gì đâu ạ? Vitamin K. Vitamin K. K không phải cấp cứu đâu chị ạ. K1 không phải cấp cứu đâu. Đấy là K1 sẽ chăm sóc cùng mình và những ta cứ ghi đấy nhé. Bóng. Đây tất cả đây là đều có chất sơ sinh ống hút. Cái gì mà bổ sung gì nữa không? Gì ạ? Gạt còn gì nữa ở chỉ tiêu? Ống thông điệu. Ống thông điệu. Để thông cho cháu nghe. Thế là thông điệu mẹ hả? Thông điệu mẹ. Còn gì nữa không ạ? Chứng tỏ các chị thấy rất nhiều đúng không ạ? Mà đây chẳng ai có thể nhớ được. Như thế này thì làm cách nào người ta nhớ được để người ta biết? Cái gì giao cái gì thì làm cách nào được? Thế thì bây giờ như này nhé, ta cứ quy thành nhóm bất kỳ. Ta quy nhóm như này. Ta quy thành cái 4 nhóm. Cái nhóm thứ nhất, một gọi là nhóm khô và ấm. Với lại gọi nhóm thứ nhất gọi là nhóm khô ấm. Thì mấy chị có nhớ được cái nhóm này đây là khô ấm có nhớ được không? Trong bài chúng ta sẽ nhớ được một thêm theo các chị theo cô này. Đây là cái xăng vải nó phải to được như thế này. Ví dụ cái này nó vẫn còn hơi bé đấy. Cái này là tôi yêu cầu phải gấp để đỡ kê mạng cho đứa trẻ, đúng không? Sau đó rồi cái thứ hai là khi đứa trẻ bé ra, ví dụ như bạn này cầm đây tôi vừa có thể cái sáng này tôi sẽ lau khô ở trên cùng mẹ. Chứ là chẳng hạn như đây là một mẹ này chúng ta sẽ lau khô ngay, đúng không? Đến cái thứ hai là chúng ta sẽ lau khô như này. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có thể, nếu mà cái này hết rồi chúng ta lau khô lại, chúng ta đắp cho đứa trẻ, đúng không? Ta đắp cho đứa trẻ như thế này. Thì vậy là tối thiểu phải có hai, trong trường hợp có thể đến 3-4 cái. Nếu mà ta lau lần một vẫn hết lần hai phải lau lại không mới đắp. Thế là vậy, là vậy là nhóm này gọi là nhóm khô ấm. Xăng vải là gì, còn những cái gì nữa có đấy không? Đúng rồi, mũ và áo, găng tay, mũ áo găng tay, vâng, tất chân tất chạm tay. Một cái điều nó không thể thiếu được, có cái mũ tông mắt rồi, ở đây rồi. Nhìn như tôi gọi là đèn để nhắn. Nhóm thứ hai là đây các chị mới bảo là đây là chính là những cái bọn hỗ trợ phù hợp thì đấy, thì ở đây các chị sẽ chỉ cho học viên biết đây là những cái hỗ trợ hô hấp này. Ví dụ đây các chị có sẽ phải có sốt cái bọn thì chúng ta sẽ khuyến khích sử dụng. Như ta không khuyến khích đẻ là tại nhà, đúng không? Ta khuyến khích đẻ là tại trạm y tế xã hoặc là nhóm về hút này. Cái nhóm thứ hai là có thể cung cấp oxy, ví dụ như là cái dây oxy trạm y tế cũng có buộc dây vào bình nhân. Ta coi như lối dây bình mà cái này nó lối nó hơi khó đấy, lối thì phải nhảy ra mặt đó. Ở gói thì cái trạm như này, và đây là mặt nạ hay gọi là mask. Mặt nạ này là cỡ số 1, còn cỡ không thì bé hơn tí nữa. Thì cái nhóm thứ hai này ta để ở đây, đây gọi là nhóm hỗ trợ hô hấp.
Thế thì còn cái tỉnh với trung ương thì các ông có thể cho thêm. Em dùng nhiều máy này không ăn thua. Nên chúng ta sẽ là những con người nổi tuyệt vời mà tôi chỉ cần bằng cái bàn tay vô sơ thôi sẽ làm ra tất cả đấy, thì chúng ta sẽ không cần biết thế được không? Thì đấy cũng là một nhóm hỗ trợ về vô. Đã sinh thì phải có găng chứ nhỉ, đúng không? Cái găng này bánh kéo, ồ bánh kéo này, ờ kẹp rốn, đúng không? Vệ sinh đúng không? Bánh kéo kẹp rốn đấy, mà bỏ từng bỏ cái bánh rốn đến cái bắt đầu không ăn nó mất bao nhiêu lâu, cái gì chỉ bán thế nào cái gì cái đầu á như thế, đúng như thế là cái gì phải 4-5 năm sau mà mới bỏ được tư cái không ăn rốn mà phải. Con người đúng là tuy là nói chút thôi nhưng mà làm rất nhiều. Đây là vệ sinh làm rốn nhá. Trong nhóm làm rốn này thì chúng ta thấy ngoài cái quay ở trên này rồi thì còn gì nữa không? Bông cồn đấy, đúng rồi, bông cồn bổ sung thêm là cồn bông. Các chị ta lấy các chị đa số dùng kẹp rốn hay là dùng chỉ buộc kẹp đấy nào? Có thích cái này ăn thì tốt, thế thì thôi. Rồi là nhóm thứ 4, nhóm thứ này thuốc và dịch. Adrenaline, dịch là nước lợi nhé, và thuốc bạc dịch cấp như là sao? Thì tất cả những cái này ở trên một cái bàn thì cái bàn này, cái khu vực này còn tương đối sạch, phải chuẩn bị cái trong cái mùa của chúng ta phải chuẩn bị nơi bàn sạch để đón cháu ấy. Tại sao chúng ta lại phải đến bàn phải từ 60 đến 80 cm? Tôi chơi cái bàn nó 1.5 m và 6 phân thì 1.5 m và cái này là mấy phân, 30 phân, 50 phân. Cái nhóm gì ạ? 4 nhóm dụng cụ, hô ấm này, hỗ trợ hô hấp, vệ sinh làm rốn và thế này cứ thuộc nhanh không ạ? 4 nhóm đã chưa? Thế xong chỉ nhớ mỗi cái đề tôi còn chỉ viết thêm vào điện nào rồi. Thế đây là mục tiêu đầu tiên chúng ta biết rồi. Rửa tay. Đây là cái kênh vâng. Và đặc biệt là trong trường hợp để tay nhau thì ngoài để sản xuất ta cũng có bỏ những nó tiếp tục cho nó lại được. Đây cái cảnh gì còn ghi này được đúng không? Đây trường hợp thứ hai thôi này thay nói thì hiện tại là có một cái băng nhỏ cái đẻ sơ sinh. Và thì có thể là chị Đất Thây sẽ nói về cái ủ ấm trẻ trong cái vốn chăm sóc thiết yếu này. Vì cái này cũng có